Thưa quý vị, trong thời điểm mà nhạc kịch đang là làn sóng rất là mới ở tại Việt Nam, nhà hát Tuổi Trẻ cũng đã phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Bình Minh, Bình Minh Group và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc thành phố hay còn gọi là Cityland để tổ chức ra mắt vở nhạc kịch Sóng Song The Musical. Vượt qua rất là nhiều khó khăn từ việc xây dựng ý tưởng nè, rồi sản xuất cũng như là trong bối cảnh dịch bệnh đã có những cái diễn biến phức tạp. Sóng vở nhạc kịch thuần Việt lấy cảm hứng từ một cái vẻ đẹp trong thơ và cuộc đời của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh cũng đã sẵn sàng để công diễn phục vụ khán giả thủ đô vào ngày 18 và 19 tháng 3 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Sóng là vở nhạc kịch thuần Việt lấy cảm hứng từ vẻ đẹp trong thơ và cuộc đời thực của nữ thi sĩ tài hoa Xuân Quỳnh do nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ làm tổng đạo diễn, với ekip sáng tạo chuyên nghiệp ngay từ khâu casting, đào tạo từ thanh nhạc, vũ đạo đến dàn dựng vũ đạo, phát triển lời thoại, giai điệu, tất cả đều được tính toán để làm sao gần gũi nhất với khán giả đương thời. Tác phẩm kể câu chuyện quen thuộc với nhiều thế hệ yêu thi ca bằng góc nhìn của thế hệ hậu bối, thể hiện hai bản thể của nhân vật và đặt câu hỏi cho mỗi người về sự dấn thân cống hiến, qua đó phản ánh câu chuyện khát vọng theo đuổi ước mơ của phụ nữ Việt Nam. Khi mà được hóa thân làm cô Xuân Quỳnh thì tôi cảm thấy rất là tự hào. Và trong suốt quá trình mà làm việc với cả ekip cũng như là tất cả các diễn viên thì cái khó khăn mà Xuân Quỳnh cũng như tôi phải đặt vai vào cô đó chính là khi mà giai đoạn cô 46 tuổi, đó là khi đó cô bị bệnh tim và cô có những cái băn khoăn trăn trở cũng như cái tự vấn về cuộc đời và về tình yêu cũng như là những cái khát khao và ước mơ hạnh phúc. Mọi người thì có thể là sẽ thuộc rất nhiều bài thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh và đặc biệt hơn là đã xem rất nhiều các vở kịch của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, nhưng mà mọi người chưa bao giờ được thấy cuộc đời cũng như là cái vẻ đẹp thơ của cô Xuân Quỳnh được diễn ra trong một vở nhạc kịch. Tức là các tác giả lại được mang lên trên sân khấu nhạc kịch thì đó là một điều bất ngờ đầu tiên. Và thứ hai bất ngờ là Việt Anh là một người làm nghề về âm nhạc nên Việt Anh rất tâm đắc với phần âm nhạc trong vở nhạc kịch Sóng này. Đây cũng là vở nhạc kịch được đầu tư lớn với dàn nhạc semi-classic bán cổ điển gồm 23 người. Đặc biệt, yếu tố nhạc trong vở nhạc kịch Sóng đóng vai trò rất quan trọng. Ca khúc Thuyền và Biển là tác phẩm chủ đề xuyên suốt vở nhạc kịch. Bên cạnh đó, các nhạc sĩ đã phổ nhạc cho 10 bài thơ nổi tiếng của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ để thể hiện tâm trạng, cuộc đời của nhân vật và tạo ra sự gần gũi với người yêu thơ của hai nghệ sĩ tài năng này. Điều mà khiến Cityland đồng tài trợ cho vở nhạc kịch này bởi vì nó là một vở nhạc kịch được dàn dựng bởi ekip 100% là người Việt Nam và được các nghệ sĩ nhà hát Tuổi Trẻ thể hiện. Chúng tôi hy vọng rằng là vở diễn này sẽ được công chúng yêu mến ạ. Với mong muốn đem đến những món ăn tinh thần mới cho khán giả sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hy vọng dự án nhạc kịch Sóng mang tính thời đại với ekip thực hiện cũng như cốt truyện đậm chất Việt sẽ đặt nền móng chuyên nghiệp hóa nhạc kịch nước nhà bằng việc hình thành quy trình, tiêu chuẩn và trực tiếp sản xuất, dàn dựng một chương trình nhạc kịch thuần Việt là một bước tiến mới để nhạc kịch Việt Nam được phát triển rực rỡ.